Tình hình ba tôi có vẻ ổn hơn rồi. Tình hình có tiến triển tốt đó, có gì cứ gọi cho tôi. Cảm ơn anh nhiều. Tớ Lập à, sao cậu lại tới đây? Ba, con không tới thì ai tới chứ? Trung Thành ở bên Mỹ không thể về thăm tôi. Cảm ơn cậu nha. Ba, ba đang nói gì vậy? Con đang ở bên cạnh ba mà. Phải đó, Trung Thành đang ở đây với ba mà. Tớ Lập à? Dạ. Lúc nãy cậu gọi tôi là gì? Dạ ba đó. Ba sao? Tại sao vậy? Cậu là học trò của tôi mà. Bác sĩ Chuông, hình như là ba tôi bị mất trí nhớ. Não bị tổn thương, xảy ra tình trạng này là bình thường thôi. Cô đừng quá đau buồn mà. Ba tôi mất trí nhớ có nặng lắm không? Khả năng hồi phục là bao nhiêu phần trăm? Khó nói lắm. Nên cố gắng tập dược lý trị liệu, biết đâu có chuyển biến tốt.
Ba ngủ rồi. Mấy giờ rồi? Hay em về đi, có anh ở đây mà ha. Không không, anh về đi. Em ở đây chăm sóc cho ba. Anh còn nhiều việc phải làm lắm. Em vẫn còn đang trong tháng mà, không được quá lao lực. Thôi em về nghỉ ngơi đi. Em biết mà. Nhưng em muốn ở lại đây bên cạnh ba thêm một lát. Thôi được rồi, vậy anh đi về trước, có việc gì cứ gọi điện cho anh ha. Ừ, anh về đi. Em có thể nằm đây ngủ nè. Em biết rồi, anh đi đi. Phải rồi, anh đã dọn ra khỏi nhà rồi, tới ở nhà trọ. Nhà trọ rất gần chỗ này, chăm sóc cho ba cũng tiện hơn. Cần gì cứ gọi anh ha. Được. Uống đi, uống một ly đi. Tôi không biết uống rượu. Cậu không biết uống rượu nhưng mà cũng có lúc uống đó thôi. Cậu muốn gì đi? Ê, thiệt tình, muốn gì là muốn gì hả? Chỉ là muốn mời cậu ăn bữa cơm, cùng nhau uống ly rượu thôi. Tôi còn có ý gì khác được chứ. Thôi đi mà, chúng ta là bạn học cũ, quen biết nhau bao nhiêu năm rồi. Vừa là bạn học, vừa là đồng nghiệp, trải qua nhiều năm như vậy thì khó tránh mâu thuẫn. Nhưng mà về mặt tình cảm thì vẫn có, đúng không? Hôm nay mời cậu ly rượu là vì muốn xin lỗi cậu, bỏ qua mọi ân oán. Để nó qua đi, được không? Tôi tự phạt mình 3 ly. Vậy là đúng rồi đó, bạn học cũ. Có gì to tát đâu chứ. Chuyện gì không vui cứ để cho nó qua hết đi. Chúng ta bây giờ giống như châu chấu đậu chung một cành cây. Sau này ở bệnh viện tôi còn cần anh giúp đỡ rất nhiều ha. Nhưng Thuấn Vật, nếu cậu cảm thấy khó chịu thì cũng là chuyện giữa tôi và cậu thôi. Trời ơi, tôi đâu có khó chịu với cậu đâu. Tôi không có thật mà. Được. Điều duy nhất khiến cho tôi khó chịu chính là cái gút trong lòng tôi. Cậu cũng biết rồi mà, thành tích học tập của chúng ta không ai dở hơn ai. Chúng ta không sánh bằng Trung Thanh thôi, vì cô ấy là gia đình gia giáo. Còn hai chúng ta chẳng ai hơn ai. Vậy mà thầy Trung tại sao lúc nào cũng luôn ưu ái cậu? Tại sao lại chịu gả Trung Thanh cho cậu vậy chứ? Cậu nói đi, chuyện này là sao? Tại sao vậy? Tại sao hả? Vì tôi giỏi hơn cậu. Cậu giỏi hơn tôi hả? Phải, là cậu giỏi hơn tôi. Nhưng mà Hoàng Tử Lập cậu có biết không? Cậu giỏi hơn tôi chỗ nào? Để tôi nói cho cậu nghe. Cậu đó giỏi dựng chuyện hơn tôi, giỏi diễn kịch hơn tôi. Nè, vai đáng thương, vai chăm chỉ hả? Vai thật thà, có đúng chưa? Ở những điểm này cậu thực sự giỏi hơn tôi. Tôi bái phục cậu thật đó. Tôi uống cạn nha. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Hoàng Tử Lập à, có điểm này tôi chắc chắn là giỏi hơn cậu. Cậu nói nghe thử coi. Là cậu kêu tôi nói đó nha. Vậy thì tôi sẽ nói đây. Cậu vốn dĩ không xứng đáng với Trung Thanh một chút nào. Cậu muốn đánh tôi không sao?
cậu có đập tôi thêm một lần nữa tôi cũng vẫn sẽ nói như vậy. So với tình yêu của Trung Thanh, cậu càng yêu bản thân mình, càng yêu sĩ diện của cậu. Tất nhiên, Trung Thanh sinh đứa con đó ra, tôi đây cũng thấy thật bất ngờ. Tôi cũng thấy rất đau lòng. Vậy thì đã sao? Tôi vẫn cứ vui vẻ mời mọi người bữa tiệc, uống rượu, mời mọi người ăn quả trứng gà đỏ, không sao cả, chẳng có vấn đề gì. Có phục không? Nè, uống cạn đi. Dương Tuấn Dực, nếu như cậu yêu Trung Thanh như vậy, cậu có thể theo đuổi cổ mà. Thôi đi, đừng có đá bóng qua tôi nữa. Người ta không thích tôi, người ta chỉ thích cậu mà thôi. Ồ, cậu cũng biết lượng sức mình nữa chứ ha. Nếu tôi mà theo đuổi được thì lúc đó tốt nghiệp đại học không tới phiên cậu rồi. Cậu ăn chút gì đi. À đúng rồi, ca mổ thực tập lúc tốt nghiệp đại học, tôi mổ có vấn đề gì không? Lần đó cậu làm mất mặt tôi lắm đó. Tại sao cậu lại kêu thầy Trung tới? Ca mổ của cậu có vấn đề không sao lại hỏi tôi? Tôi mời thầy Trung tới đây là nói với cậu những chỗ nào cậu có thể làm tốt hơn nữa. Thầy Trung lúc đó đã chỉ ra, nếu cậu có thể làm chuẩn hơn chút nữa, nếu có thể cẩn thận hơn một chút, thì hồi phục của bệnh nhân cũng như tình trạng sau mổ của bệnh nhân sẽ tốt hơn nhiều, cậu hiểu không? Cái này tự tôi cũng hiểu. Được rồi, tôi không bàn chuyện này với cậu nữa. Nè, nếu mà so ai hơn ai thì điểm luận văn tốt nghiệp của tôi có phải là cao hơn cậu 2 điểm không? Đúng. Cậu 95, tôi 93. Có điểm này cậu vẫn là giỏi hơn tôi. Cậu chơi bóng đúng là khá tốt đó. Nếu không phải chúng ta kết hợp thì trận đấu giữa các trường đại học làm sao giành giải ba? Vẫn là cậu chơi hay? Cậu có sáo rồi. Nói thật lòng nha, các bạn trong đội của chúng ta, cho dù là Trương Kiến tôi cũng không coi trọng đâu. Cậu là tôi ngưỡng mộ nhất vì cậu thật sự chơi rất tốt. Nào, mời cậu một ly. Tôi không bằng cậu, đừng khiêm tốn. Nhưng mà Trương Kiến cho dù tiên phong, làm người làm việc đều rất bảo thủ. Đúng vậy. Bao nhiêu năm nay chúng ta đều có thay đổi, chỉ riêng Trương Kiến vẫn là người tỉ mỉ cẩn thận nhất, chăm chỉ cần cù. Ê, cậu kết hôn tất cả mọi chuyện một tay Trương Kiến lo hết đó. Tôi nói cậu nghe bí mật này, thật sự bí mật. Chính là cái đêm hai người động phòng, một mình cậu ấy núp trong nhà vệ sinh khóc suốt nửa tiếng đồng hồ. Thật đó. Hài thiệt chứ. Hả? Người khóc không phải là cậu sao? Tôi hả? Có. Tôi cũng có khóc, nhưng mà là khóc vì vui mừng. Còn cậu ấy thì khác, cậu ấy khóc là vì đau khổ đó. Khóc vì tình bạn thôi. Tất cả tụi bạn đều nói hôm đó cậu ta còn giống chú rể hơn cậu nữa. Cậu nói tấm hình chứ gì? Hả? Cậu đang nói tấm hình gì? Đó. Trung Thanh cũng nói vậy. Đúng không? Hài thiệt chứ. Nè, cạn gì quá khứ của chúng ta, kính tương lai. Cậu vui lên đi chứ, đừng có u buồn hoài được không? Alo, chủ nhiệm Du. Tử Lập à, cậu lập tức tới bệnh viện một chuyến, tới thẳng văn phòng của tôi luôn. Dạ, được chủ nhiệm. Gấp lắm sao? Cậu tới đây rồi nói đi. Dạ, được. Vào đi. Chào viện trưởng. Chủ nhiệm Du, ngồi đi. Chúng tôi cũng không vòng vo làm gì nữa. Bệnh viện nhận được một bức thư tố cáo, nó liên quan tới cậu. Tố cáo tôi à? Nội dung bức thư tố cáo nói nguyên nhân tử vong của bệnh nhân là do cậu và người bạn chuyên cung cấp thiết bị y tế của cậu Phạm Chí Bằng cấu kết với nhau, dẫn tới sự cố điều trị do người làm ra. Phạm Chí Bằng đã đưa hối lộ cậu, muốn lợi dụng chức vụ của cậu để tiêu thụ các loại máy hỗ trợ y tế của công ty.
tất cả đều là chuyện bịa đặt. Nè Tử Lập à, ngồi xuống rồi nói. Ngồi xuống đi. Viện trưởng Lý à, Phạm Chí Bằng là bạn học của tôi, cũng thường tới đây tìm tôi. Hơn nữa, bạn học của cậu ấy ở bệnh viện này đâu phải chỉ có mình tôi đâu. Ông nói là tôi nhận hối lộ của cậu ấy, quả thật là vô lý cùng cực mà. Trong cái ngày bệnh nhân giường số 9 làm phẫu thuật, có người đã nhìn thấy Phạm Chí Bằng cầm 2 vạn hối lộ cho cậu, để nhờ cậu tiêu thụ mấy trợ tim mà cậu ta mang tới. Có việc này không? Việc này, sau khi cậu nhận hối lộ, đã chủ động khuyên người nhà bệnh nhân đổi mấy trợ tim Ivory của Đức thành mấy trợ tim Hiệu An Tâm do công ty Phạm Chí Bằng sản xuất. Và sau khi bệnh nhân bắt đầu dùng loại máy trợ tim kém chất lượng này, đã có hiện tượng xuất huyết nghiêm trọng dẫn tới tử vong. Viện trưởng Lý à, lúc đó chính gia đình bệnh nhân tìm tới tôi nói họ thực sự không xoay sở đủ số tiền lớn để sử dụng máy trợ tim nước ngoài. Tôi mới giới thiệu cho họ loại chất lượng tương đương nhưng mà giá cả thấp hơn rất nhiều là An Tâm. Vậy ông nói nếu máy trợ tim này Phạm Chí Bằng mang tới có vấn đề về chất lượng, vậy bệnh viện chúng ta thường ngày cũng dùng rất nhiều máy trợ tim An Tâm này, tại sao chỉ có máy này xảy ra vấn đề? Họ nói như vậy có bằng chứng hay không? Cậu đừng vòng vo nữa. Cậu chỉ cần nói có nhận hối lộ của Phạm Chí Bằng hay không. Không hề có chuyện này. Hoàng Tử Lập, tôi xin thề, tôi không hề nhận một đồng hối lộ nào của Chí Bằng. Vậy có người nhìn thấy chuyện Phạm Chí Bằng cầm 2 vạn đi cho cậu, cậu giải thích sao đi? Đó là do tháng trước Phạm Chí Bằng có việc, cậu ấy đã mượn tôi 2 vạn. Lần đó cậu ấy tới bệnh viện là để trả tiền cho tôi. Có gì để chứng minh không? Bạn bè mượn tiền của nhau, tôi làm gì để lại bằng chứng chứ? Nếu thật sự có chuyện hối lộ thì chúng tôi đâu có ngu tới nỗi đứng ở chỗ đông người mà làm mấy cái chuyện đó chứ. Tất nhiên là về chuyện này chúng tôi sẽ tiến hành điều tra thật rõ ràng ha. Cậu cũng nên tranh thủ thời gian suy nghĩ lại những vấn đề của cậu. Xét theo tình hình đang xảy ra, lãnh đạo viện thống nhất quyết định tạm đình chỉ công việc của cậu, tiếp nhận điều tra. Chuyện nhiệm vụ à, tôi xin thề mấy trợ tim hôm đó mà Phạm Chí Bằng đưa tới hoàn toàn không vấn đề. Tôi thật không hiểu ai lại dựng lên câu chuyện trong lúc này. Dù nói thế nào đi nữa, tình hình hiện tại đối với cậu, đối với bệnh viện chúng ta mà nói, đều rất bị động. Dương Tuấn giờ không phải đã nói sao? Là hệ thống ống dẫn tim của bệnh nhân bị tổn thương và bệnh về phổi của bệnh nhân cũng gây biến đổi bệnh lý. Cậu ta có thể đứng ra giải thích mà. Có điều Vương Tuấn Vật gửi báo cáo kết quả cho cấp trên chỉ đề cập tới suy đoán và biến chứng, chứ không hề xác nhận là do bị biến chứng nên dẫn tới tử vong. Cũng không loại trừ khả năng ca mổ có sai sót. Sao chứ? Sao cậu ta lại nói như vậy được? Còn thêm lá đơn tố cáo này, cậu nói phải làm sao đây? Bác sĩ Du, chuyện đã tới nước này rồi, tôi cũng xin nói thẳng cho anh biết luôn ha. Tôi cho rằng nguyên nhân dẫn tới sự cố điều trị lần này vốn dĩ không phải là do phẫu thuật. Bệnh nhân trước khi lên bàn mổ đã xuất hiện nguy cơ. Thực ra hôm thứ hai sau phẫu thuật, bệnh nhân đã có triệu chứng xấu. Lúc đó Tiểu Giả kêu tôi tới khám. Lúc đó tôi đã phát hiện ra điều kiện để lắp máy trợ tim cho bệnh nhân quả thực có thiếu sót. Tôi có kêu Tiểu Giả nói với Dương Tuấn Vật, kêu cô ta nhất định nhanh chóng tiến hành hội chẩn cho bệnh nhân thêm lần nữa, sửa lại những sai sót trước đây. Nhưng mà khi bệnh nhân xảy ra chuyện rồi, tôi mới biết cậu ta không hề làm theo lời tôi. Tình hình nghiêm trọng như vậy, tại sao cậu không báo cáo sớm hả? Lúc đó tôi có báo cáo danh cũng muộn rồi. Hơn nữa Dương Tuấn Vật nói bệnh nhân nếu có biến chứng sau mổ dẫn tới tử vong, cho dù có kiện ra tòa thì cũng có cơ sở làm như vậy, cũng vì không muốn gây rắc rối cho bệnh viện. Còn nói không muốn gây rắc rối cho bệnh viện, cậu sợ bản thân gặp rắc rối thôi có đúng vậy không? Tôi không ngại thừa nhận, thật sự có suy nghĩ đó. Tuy tôi không làm sai, nhưng mà ca mổ vẫn là do tôi làm. Hơn nữa tôi và Dương Tuấn Vật mới xảy ra xung đột lớn như vậy. Tử Lập à, cậu thật là hồ đồ mà. Chủ nhiệm Du à, chuyện đã tới nước này rồi, chúng ta hoàn toàn có thể đem bệnh án và tài liệu lúc đó của bệnh nhân tiến hành phân tích thật cặn kẽ, xem thử vấn đề rốt cuộc xảy ra từ đâu.
Việc này cần cậu nói sao? Tôi đã coi lại lâu rồi. Hơn nữa tất cả tài liệu liên quan đều đầy đủ, vốn dĩ không thể tìm thấy Tuấn Nhật có bất kỳ sai sót nào hết rồi. Chủ nhiệm, vậy khám nghiệm tử thi, khám nghiệm tử thi chắc chắn có thể điều tra nguyên nhân chính xác dẫn tới cái chết. Vấn đề là bây giờ người nhà bệnh nhân hoàn toàn không chịu cho khám nghiệm tử thi. Dương Tuấn Nhật, có thấy Dương Tuấn Nhật đâu không? À, không có, không thấy. Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Thấy Dương Tuấn Nhật đâu không? Dạ không thấy. Tiểu Dạ đâu? Tiểu Dạ đi đâu rồi hả? Bác sĩ Hoàng à, Tiểu Dạ hôm qua xin nghỉ phép năm rồi. Xin nghỉ phép năm hả? Giờ này mà xin nghỉ phép năm? Dương Tuấn Nhật, sao cậu không nghe máy? Cậu trốn đâu cũng vô ích. Vấn đề trách nhiệm về sự cố ca mổ lần này, chúng ta cần giải thích rõ ràng với cấp trên. Tiểu Dạ, tôi không hiểu vì sao cô chọn nghỉ phép lúc này. Liên quan tới sự cố điều trị lần này, cô là người duy nhất có mặt lúc đó để có thể chứng minh tất cả mọi chuyện. Hy vọng cô nhận được tin nhắn của tôi, mau chóng liên lạc với tôi, rất gấp. Alo. Tự Lập à, tình hình sao rồi? Sao lại xảy ra chuyện này? Cậu nghe nói rồi à? Ừ, tôi biết hết rồi. Cậu bây giờ sao rồi? Đang ở đâu? Một hai câu đâu có nói hết được. Cậu đang ở đâu? Hay là chúng ta gặp nhau đi? Được, 30 phút sau gặp nhau ở chỗ cũ nha. Được, được, lát nữa gặp. Nếu đúng là vậy, tên tiểu nhân Dương Tuấn Vật đó thật là quá đáng. Để tôi đi gặp viện trưởng Lý. Tôi thì không tin chỉ vì hai dạng đó mà chúng ta bị kết tội hối lộ. Cậu đừng đi. Cậu đi có ích gì chứ? Cậu bây giờ là kẻ đưa hối lộ, bọn họ tin cậu sao? Vậy phải làm sao? Bây giờ tôi cần cậu xác nhận lại lần nữa, máy trợ tim cậu mang tới hôm đó có vấn đề hay là không? Không thể có vấn đề gì được. Đừng nói tới vấn đề chất lượng. Ngay cả tác dụng phụ nhỏ nhất, tính tới bây giờ cả nước chưa nhận được một phản hồi nào. Không phải tôi nói khoác đâu, sản phẩm này là phúc tinh của nhân dân Trung Quốc. Tự Lập à, việc này do tôi. Tôi gặp khó khăn cậu có lòng tốt giúp tôi, vừa cho tôi mượn tiền vừa giúp tôi hoàn thành chỉ tiêu. Nhưng không ngờ rằng điều đó lại mang tới phiền phức lớn cho cậu. Bỏ qua chuyện này đi, không liên quan tới cậu. Cậu trả tiền có vấn đề gì đâu chứ. Là do tôi xui xẻo, liên tiếp gặp nhiều chuyện phiền phức một lúc. Chuyện gì không vui nữa vậy? Ơ sao đừng nhắc tới nữa. Giận quá mất khôn thôi. Nếu tôi không đánh Dương Tuấn Nhật thì đâu gặp chuyện phiền phức này. Nè sư huynh à. Hử? Vừa nãy anh em mình tới tìm bà Lưu, sao không gặp bà ấy vậy? Chuyện này không bỏ giữa chừng được. Ngày mai đi, chúng ta lại đi thăm bà ấy. Được. Phương Ngôn, đang tìm hai người, đúng lúc hai người về đây. Có việc gì vậy? Có chuyện gì mà gấp gáp vậy? Bà Lưu vậy? Xảy ra chuyện rồi. Bà Lưu xảy ra chuyện gì? Bà ấy bị một công ty lừa đảo dụ dỗ tham gia mua nhà dưỡng lão. Công ty lừa đảo này đã lấy tiền thế chấp căn nhà xong rồi bỏ trốn mất. Bà cụ bây giờ mới biết căn nhà đã bị thế chấp, còn nợ khoản vay mấy trăm vạn. Công ty cho vay suốt ngày tới nhà đòi nợ. Bà cụ lo lắng quá ngất xỉu luôn. Trưởng khu phố vừa gọi điện tới báo bà cụ đã nhập viện. Ê, nè, Phương Ngôn.
Ba ăn thêm chút cháo đi. Lúc nào ba khỏe lại con đưa ba đi ăn đồ ngon nha. Ừ. Trung Thanh. Ờ, Trương Kiến. Sao anh rảnh rỗi mà tới đây vậy? À, không có việc đi ngang thôi. Tiện ghé vào thăm thầy một chút. Dạ anh ngồi chơi chút, em đi rửa chén ha. Ờ, được. Thầy thấy trong người mình sao rồi? À, cũng khỏe. Mấy hôm nay hồi phục khá tốt đó anh. Vậy thì tốt. Ấy, Hoàng Tử Lập không có ở đây sao? Không có ở đây. Giờ này là anh ấy đang ở bệnh viện làm việc mà. Xem ra thì em vẫn chưa biết gì hả? Cậu ấy đang gặp rắc rối. Đang gặp rắc rối gì? Điện thoại của Trung Thanh. Sao cậu không nghe? Có chuyện gì sao? Không có gì gì đâu. Chắc cổ nghe tin cho nên gọi điện lại thôi. Nè, Tự Lập à, có thể nhờ Trung Thanh đi gặp viện trưởng Lý không? Để tình cựu viện trưởng Chung, viện trưởng Lý sẽ nhẹ nhàng hơn với chuyện của cậu. Không nên đâu. Bây giờ tôi không muốn dính dáng về tới nhà người ta. Sao lại là nhà người ta? Vợ chồng cậu vẫn để tâm chuyện này sao? Trước đây không để tâm, nhưng bây giờ thì có đó. Đừng có nhắc tới nữa. Tôi sẽ tự nghĩ cách. Vậy đi, lát nữa tôi về công ty. Kiểu gì thì tôi cũng phải giải thích rõ ràng chất lượng của An Tâm với cấp trên của cậu. Cậu lại tìm Dương Tuấn Vật đi. Dương Tuấn Vật không nghe điện thoại của tôi. Cậu ta làm như vậy rồi, chắc chắn không chịu hé môi đâu. Vậy chỉ còn cách tìm gia đình bệnh nhân rồi. Cậu cố gắng thương lượng với họ đi, coi có chịu cho khám nghiệm tử thi không. Đồng ý thì cậu mới giải quan được. Thì cũng chỉ có cách đó thôi. Bây giờ tôi đi tìm người nhà của bệnh nhân. Vậy thôi. Alo. Alo, em rảnh không? Tối nay đi ăn với anh đi. Tối nay sao? Tối nay em gọi lại. Bây giờ em phải tới bệnh viện rồi. Tới bệnh viện sao? Thăm ai vậy? Người nơi em quản lý bị bệnh. Em đang lái xe, lát rảnh gọi cho anh nha. Tắt máy đi. Nè nè nè. Em ngồi đi, ngồi rồi em nói. Em ngồi, em tới đây nói chuyện với anh thôi. Viện trưởng Lý à, em xin bảo đảm với anh, Hoàng Tự Lập tuyệt đối không phải là loại người đó. Anh ấy là người rất tích cực cầu tiến, lại còn rất coi trọng danh dự của mình nữa. Anh ấy không thể vì hai dạng tệ mà phá bỏ tiền đồ của mình như vậy. Chú biết Hoàng Tự Lập không phải là loại người đó, nhưng vấn đề là có thư tố cáo, còn có người làm chứng nữa. Đúng là có người thấy anh ấy đang nhận tiền, nhưng cũng không thể khẳng định anh ấy đang nhận hối lộ mà. Đúng không? Trung Thanh, tôi hiểu rõ tâm trạng hiện giờ của em, nhưng em cũng phải cho bệnh viện thời gian để điều tra chứ. Về chuyện hối lộ, em không cảm thấy lo lắng. Em tin tưởng bệnh viện chúng ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng chuyện này. Nhưng về phán quyết trách nhiệm điều trị, nhất định là bệnh viện làm gấp rồi. Vậy thì càng khó nữa. Chỉ có khám tử thi mới điều tra được rõ nguyên nhân, nhưng mà người nhà của bệnh nhân hoàn toàn không đồng ý. Vậy thì viện chúng ta có thể tìm cách làm công tác tư tưởng cho người nhà của bệnh nhân. Bởi vì nếu chúng ta không điều tra rõ ràng chuyện này, các tình huống tương tự chắc chắn sẽ xảy ra. Được rồi, để tôi kêu chủ nhiệm Du, đại diện bệnh viện đi trao đổi thử xem sao. Em cảm ơn viện trưởng nhiều lắm. Bây giờ em sẽ đi tìm Dương Tuấn Vật đây. Nè, Trung Thanh à, em vừa mới sinh con còn đang ở cữ, đừng lo lắng quá biết chưa. Dạ em biết, nhưng chuyện này có liên quan tới Hoàng Tự Lập, em không thể nào khoanh tay đứng nhìn được. Thôi em cảm ơn viện trưởng Lý, em xin phép đi đây. Tôi nghe viện trưởng Lý. Sao rồi hả? Chúng tôi vẫn đang trao đổi. Tình hình bây giờ, điều kiện bồi thường chúng ta đưa ra, trước mắt họ đã đồng ý rồi. Vậy thì tốt. À, còn chuyện khám nghiệm tử thi? Khám tử thi, chuyện khám tử thi chưa kịp nói tới. Tranh thủ thương lượng xem. Chúng ta cũng cần làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân. Chúng ta phải làm cho rõ, không thể chỉ dựa vào bệnh án và báo cáo y học để suy đoán được. Tôi đã hiểu rồi. Chú Nhâm Du. Tự Lập, sao cậu lại tới đây? Tôi muốn thương lượng với người nhà của bệnh nhân. Nếu chịu khám tử thi, vấn đề sẽ được làm rõ, có câu trả lời thỏa đáng cho mọi người. Được rồi, tôi vừa định đi thương lượng với họ, giờ cậu đã tới rồi. Cậu đi thích hợp hơn tôi đó. À,
Nè khoan đã. À, Tử Lập à, cậu cố gắng thương lượng với họ, phải dùng lý lẽ, tình cảm để thuyết phục. Tôi biết rồi. Ừ. Anh đã nói không phải anh viết thư tố cáo rồi mà. Không phải anh thì còn ai? Anh dám thề không? Anh thề với trời đất không phải là do anh. Hôm đó Hoàng Tử Lập mẫu thay anh đang nằm ở trên giường bệnh để mà nghỉ dưỡng đó. Anh hoàn toàn không biết cậu ta bắt tay với Phạm Chí Bằng gì hết. Nếu anh biết, anh nhất định không đồng ý cho cậu ta đổi máy trợ tim đâu. Về vấn đề anh nói thì anh ấy đã giải quyết không được ổn thỏa lắm. Dù sao đó cũng là bệnh nhân của anh mà, anh ấy nên bàn bạc trước với anh đã. Trung Thành, em bắt đầu nói đúng trọng tâm rồi đó. Anh chàng Hoàng Tử Lập, kể từ khi cậu ta lên chức quản lý nội trú thì ngang ngược không ai bằng, không coi ai ra gì, coi thường tất cả mọi người. Đừng nói bàn bạc với anh ta, ca mổ quan trọng như vậy không hề thảo luận với chủ nhiệm, tự mình quyết định luôn. Tự tung tự tác vậy đó. Bây giờ thì sao đây? Cái này gọi là tự làm tự chịu. Đủ rồi, anh đừng nói những lời vô tình như vậy nữa. Hoàng Tử Lập bây giờ rất bị động. Anh là bạn học của anh ấy, sao không nghĩ và tìm cách gì đó giúp cho anh ấy đi? Hơn nữa chuyện này lẽ nào anh không có chút vấn đề nào hay sao? Anh thì làm gì có vấn đề gì chứ. Nếu như anh ta không đánh anh thì làm gì có chuyện này hả? Đánh người, đúng là anh ấy sai. Nhưng rõ ràng ca phẫu thuật này rất đơn giản. Anh và em đều biết rõ một điều, với năng lực của anh ấy không thể nào có sai sót, trừ khi bệnh nhân có thêm vấn đề nào khác nữa. Vấn đề gì chứ? Nếu không phải tử vong vì xảy ra biến chứng thì rất có khả năng trước phẫu thuật đã không tiến hành kiểm tra đầy đủ. Nói không chừng bệnh nhân này không đủ điều kiện để làm phẫu thuật thì sao? Nếu vậy thì vấn đề là ở anh rồi. Đó chỉ là suy đoán của em thôi. Có phải do em suy đoán hay không? Em nghĩ là trong thâm tâm anh biết rõ nhất. Vậy em muốn anh phải làm gì đây? Anh có nghĩ là chúng ta nên tới gặp chủ nhiệm Du, bổ sung cho bệnh án này được hoàn chỉnh hơn nữa không? Được thôi. Vậy thì cảm ơn anh. Em không cần khách sáo với anh đâu. Mẹ có thể đừng làm cho con lo lắng nữa có được không vậy hả? Người ta dạy thì dạy ở nhà được rồi. Còn mẹ, hằng ngày ở nhà mấy thứ rác rưởi, có muốn ngăn thì cũng không ngăn được. Tên lừa đảo kêu mẹ thế chấp nhà thì nghe theo liền. Tại sao mẹ, sao mẹ nghe lời quá vậy chứ? Con nói cho mẹ biết, món nợ này một mình mẹ chịu đi, con không thể trả giùm cho mẹ được đâu. Biến, tao không có đứa con như mày, tao không cần mày lo. Cùng lắm thì tao đi theo ba mày. Đi đi, về nhà, không chữa trị gì hết. Triệu Hỷ Thành, anh nói chuyện với người lớn kỳ vậy? Con gái. Dạ, chào bà Lưu. Việc nhà của chúng tôi cô xen vô làm gì chứ? Bà sao rồi? Bà có thấy khỏe hơn chút nào không? Đỡ rồi. Cảnh sát Phương à, việc mẹ tôi bị lừa, cô phải chịu trách nhiệm đó. Sao tôi phải chịu trách nhiệm chứ? Tôi đã khiếu nại với sếp của cô rồi. Xin cô đừng can thiệp chuyện gia đình của tôi nữa, có được không? Mời cô về cho. Bà Lưu à, bà giữ gìn sức khỏe nha. Thì đó, chẳng ra làm sao. Bệnh viện mà làm chết người thì chịu không nổi luôn á. Thiệt là tức chết mà. Không thể nào tin được. Đúng rồi, sao lại làm chết người như vậy chứ? Bây giờ lại đòi giải phẫu, quá đáng thật đó. Lại, ai muốn mổ tử thi của ba tôi? Là anh ta. Chào anh. Tôi là bác sĩ của bệnh viện, muốn thương lượng với các anh một chút vấn đề, coi có thể cho chúng tôi khám nghiệm thi thể ông cụ. Khám tử thi hả? Tại sao vậy? Nè, anh Lại, anh tên gì? Tôi tên Hoàng Tử Lập. Chính anh là người hại chết ba tôi, bây giờ còn muốn gì nữa? Còn muốn mổ bụng ba tôi ra nữa. Ê, hay sao? Có chuyện gì vậy? Cô à, chào cô. Chuyện gì vậy? Có chuyện gì xảy ra? Cô tới đúng lúc quá, cô lấy lại công bằng cho chúng tôi đi. Ba tôi tới bệnh viện này phẫu thuật không được bao lâu thì chết. Cô nói á, phận làm con như chúng tôi phải làm sao chấp nhận được đây? Anh bình tĩnh chút đi. Bệnh viện vẫn đang điều tra, chưa có kết luận. Sở dĩ tôi muốn khám tử thi là để tìm hiểu rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân,
trả lại công bằng cho các người thôi. Như vậy đi, các anh đưa anh ấy ra ngoài. Đồng ra ngoài chị cảnh trước sát đi. À, cô phải làm chủ cho chúng tôi. Đừng ra ngoài đi, phải điều tra ngoài chúng tôi nữa mà. Nhất định phải điều tra cho họ, phải điều tra dùm cho chúng tôi. Phải đó, điều tra cho kỹ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cảnh sát Phương à, tình hình không phải như vậy đâu, tôi cần giải thích cho họ hiểu. Giải thích rõ ràng cái gì chứ? Người nhà bệnh nhân bây giờ đang rất kích động, để họ bình tâm lại đã. Không có kịp nữa, họ sắp đưa người nhà tới nhà tang lễ rồi. Vậy thì anh cũng đâu thể ngăn không cho họ đưa đi. Sự cố ca phẫu thuật lần này là tôi bị người ta hãm hại. Bây giờ chỉ có khám nghiệm tử thi, chỉ có cách này mới có thể chứng minh sự trong sạch của tôi. Nếu không, dù tôi có ba đầu sáu tai cũng không nói rõ được. Nè, bây giờ anh nói gì cũng vô ích thôi. Người đã mất, trách nhiệm của ai? Có quan trọng với người nhà bệnh nhân không? Còn anh vốn không có quyền đòi khám nghiệm tử thi. Vậy cô nói tôi phải làm sao đi? Anh Tử Lập à, đừng cố nữa, bọn họ đã đi rồi. Tử Lập à, chuyện là gì? Vừa rồi Tuấn Vật tới tìm tôi, nói đã cho phân tích lại ca mổ lần này, kết luận là bệnh án và báo cáo y học không đầy đủ, cần phải chỉnh sửa. Bệnh nhân rất có thể là tử vong do biến chứng gây ra, cho nên không cần khám nghiệm tử thi. Cậu đi theo tôi. Hoàng Tự Lập, anh bình tĩnh lại đi. Chờ một chút đã. Có chuyện gì sao? Cảnh sát Phương à, cảm ơn cô. Đừng khách sáo. Tạm biệt. Thầy Vương gần đây anh hờ hững với em lắm đó. Sao hôm nay lại mời em đi ăn cơm? Thì bởi vì lạnh lùng với em nên bây giờ bù đắp cho em nè. Anh thôi đi, chắc chắn lại có chuyện gì cần em giúp. Không có, chỉ là muốn ăn cơm với em thôi. Thôi được, vậy em sẽ ăn một bữa thiệt ngon. Nói đi, chuyện gì vậy? Đúng là không giấu được em, chuyện gì cũng không qua được mắt em hết. Chuyện Hoàng Tự Lập kêu anh hội chẩn lại, ngoài em ra thì có ai biết nữa không vậy? Em biết ngay anh tìm em là vì chuyện này mà. Anh chỉ là nhân tiện hỏi thôi. Chỉ mình em biết thôi. Em chắc chứ? Hôm nay tổ điều tra của bệnh viện đã tới hỏi em về chuyện của Hoàng Tự Lập phải không? Ừ. Bọn họ đã tới tìm em, nhưng em không có nói gì bất lợi cho anh hết. Cảm ơn em nha. Vậy là anh yên tâm rồi. Ừ. Em sao vậy? Thời gian gần đây anh đối xử tệ với em. Em có nên nói sự thật với họ hay không? Thôi mà, đừng có giận nữa mà. Anh biết em tốt với anh không bao giờ quên đâu. Nhớ thì có ích gì chứ, anh phải bù đắp cho em. Đưa em đi nghỉ dưỡng, địa điểm này tùy em lựa chọn. Nghỉ dưỡng? Ờ. Chuyện anh hứa với em kìa, anh phải thực hiện đó. Ủa, anh hứa gì với em chứ? Anh hứa công khai mối quan hệ của chúng ta ở bệnh viện, anh còn nói cưới em nữa. Chắc chắn là thực hiện, nhưng mà không phải là bây giờ. Tại sao? Em nghĩ đi, bây giờ chúng ta công khai mối quan hệ thì những lời em nói tổ điều tra có tin không? Chắc chắn là họ sẽ nghi ngờ. Chờ một thời gian nữa đi. Chờ một thời gian nữa, khi mọi chuyện lắng xuống rồi, anh nhất định thực hiện lời hứa của mình mà, được không?
Được, nhưng anh không được lừa em đó, nếu không em sẽ nói ra tất cả luôn. Được rồi, được rồi, anh không có lừa đâu. Mau gọi món ăn đi, anh đói bụng lắm rồi. Nè, cười lên đi, vui vẻ một chút. Hôm nay nhận được một bức thư tố cáo liên quan tới cậu. Hôm nay nhận được một bức thư tố cáo liên quan tới cậu. Nội dung thư tố cáo nói nguyên nhân tử vong của bệnh nhân là do cậu và người bạn chuyên cung cấp thiết bị y tế của cậu Phạm Chí Bằng cấu kết với nhau gây ra sự cố trị liệu do người làm ra. Tất cả tài liệu liên quan đều đầy đủ, vốn dĩ không thể tìm thấy Tuấn Dật có bất kỳ điểm sai sót nào hết rồi. Anh còn chuyện này muốn hỏi em nè. Chuyện Hoàng Tử Lập nhận hối lộ rốt cuộc là bị ai nhìn thấy vậy? Em với Tiểu Hồ nhìn thấy. Ồ, là Tiểu Hồ viết thư tố cáo hả? Không phải, là em. Là em hả? Sao em lại viết thư tố cáo để làm gì? Thì em muốn giúp anh mà. Em đang hại anh thì có, chắc chắn Hoàng Tử Lập sẽ nghĩ là do anh làm. Chức quản lý nội trú vốn dĩ phải là của anh mà. Hoàng Tự Lập đó chẳng qua ý mình là con rể của viện trưởng cũ, chủ nhiệm Vu cũng thiên vị anh ta. Bệnh viện ai ai cũng bàn tán hết. Hơn nữa, chuyện anh ta nhận hối lộ là thật, em tố cáo thì đã sao? Anh không ngờ là em cũng nhẫn tâm ghê đó. Em nhẫn tâm? Em làm vậy là vì anh mà. Thôi thôi, được rồi, vậy anh cảm ơn em nha. Anh đừng quên lời đã hứa với em đó. Yên tâm đi. Nè. Nè, người gì mà quá đáng quá vậy hả? Tiền của người già cũng gạt nữa. Chuyện này thật ra cũng phải trách em. Thường ngày em cũng không có thời gian tới đó thăm bà cụ, để kẻ xấu có cơ hội. Nè nè nè, không đúng, bà lão đó có con trai mà. Anh ta đâu? Anh đừng nhắc. Đừng bao giờ nhắc con trai bà ấy. Cái loại người đó, ngay cả người nhà mình cũng bỏ mặc, còn đi tố cáo em nữa đó. Có ai sống như vậy không? Nè, lúc trước anh đã nói gì hả? Anh nghĩ em đừng làm nữa. Em nghĩ mà xem, lúc trước em muốn làm cảnh sát, ước mơ của em anh ủng hộ. Giờ thì sao? Cảnh sát chạy giặc, toàn làm mấy chuyện chẳng ra đâu hết. Ngôn ngôn mà. Hay là em ra nước ngoài cùng anh đi. Em còn trẻ như vậy, cũng nên đi đây đi đó, học thêm nhiều thứ. Hơn nữa, nước ngoài cũng có học viện cảnh sát, anh có thể giúp em xem chương trình. Ngụy Siêu à, em quyết định rồi, em nhất định phải tìm cho ra bọn chúng. Ai? Bọn người xấu đó. Em không nghe anh nói gì sao? Vừa rồi anh nói gì vậy? Không sao. Anh đã đặt vé luôn rồi. Ngụy Siêu à, em đã suy nghĩ rồi. Ngày mai em sẽ tới nhà của bà Lưu đó để tìm hiểu rõ tình hình. Sếp Lưu không cho em làm đúng không? Em tan ca tự làm một mình. Em sẽ đòi số tiền đó về. Đòi lại. Anh ủng hộ em. Em ăn đi đã, nguội hết rồi. Em thấy hơi đói rồi. Thiệt đó, chuyện này không thể như vậy được đâu. Tức chết em à. Nè, anh ăn đi. Ăn thôi. Tự Lập à, ý kiến về việc xử lý sự cố trị liệu lần này tôi định nói trước cho cậu nắm rõ. Chủ nhiệm cứ nói đi. Ngồi đi, ngồi đi.
Sự cố lần này, sau khi tổ điều tra trong bệnh viện điều tra nghiên cứu nhận định, bệnh nhân tử vong là do bị biến chứng gây nên, cũng có nghĩa là loại bỏ khả năng do lỗi phẫu thuật và vấn đề chất lượng của máy tạo nhịp tim an tâm. Vậy tức là không cần có ai phụ trách nữa. Đúng vậy. Vậy Dương Tuấn Nhật lơ là chuyện theo dõi, không cần chịu trách nhiệm về cái chết của bệnh nhân. Là như vậy. Cậu kêu Tiểu Giả chuyển tới Tuấn Nhật lời yêu cầu chẩn đoán lại. Tổ điều tra đã nghiêm túc tới hỏi Tiểu Giả. Khi đó Tiểu Giả rất căng thẳng, nói không nhớ những gì cậu đã dặn dò. Cô ấy nói dối. Sao có thể không nhớ được chứ? Tôi có thể đối chất với cô ấy. Cậu đừng kích động quá chứ. Ngồi xuống đi. Hay vậy đi, chuyện này chúng ta cứ để đó đã. Bây giờ tôi muốn nói với cậu về vấn đề cậu nhận tiền hối lộ. Chủ nhiệm à, chuyện này tôi cũng đã nói rất rõ ràng rồi. Phạm Chí Bằng trả tiền cho tôi chứ không phải là hối lộ. Có ai chứng minh được cho cậu hay không? Không, tức là khi cậu cho Phạm Chí Bằng vay tiền, có ai nhìn thấy không hả? Không có. Nhưng lại có người tận mắt nhìn thấy cậu cầm hai dạng của Phạm Chí Bằng. Ai nhìn thấy tôi nhận hai dạng tiền hối lộ của Phạm Chí Bằng chứ? Tiểu Giả, Tiểu Giả nói hôm đó cậu tới khuyên người nhà bệnh nhân dùng máy an tâm, nhưng an tâm hết hàng rồi. Khi đó Phạm Chí Bằng đến tìm cậu, đưa cậu một số tiền lớn, sau đó lại có máy an tâm ngay. Hơn nữa, cậu mặc kệ sự phản đối của Tiểu Giả và Tiểu Hồ, cậu nhất định đòi dùng an tâm với một thái độ kịch liệt. Điều này Tiểu Hồ có thể làm chứng đó. Chủ nhiệm mà, khi đó tôi nóng lòng cứu người, ngoài ra tôi không nghĩ cái gì hết. Nhưng đó là bệnh nhân của Tấn Nhật, cho dù như thế nào cậu cũng phải hỏi ý kiến của cậu ấy đã. Không, bệnh viện của chúng ta cũng dùng máy an tâm mà. Do chất lượng tốt cho nên cung không đủ cầu, bệnh nhân không mua nổi máy nhập khẩu. Có máy an tâm là may mắn rồi. Tôi cảm thấy không cần thiết phải nói cho Dương Tuấn Vật biết nữa. Đúng đúng đúng, những đạo lý cậu vừa nói đều vô cùng hợp lý. Nhưng tự lập à, cậu không cảm thấy trong rất nhiều việc cậu đều quá tự tin hay sao hả? Anh nói đúng chủ nhiệm. Đúng là tôi đã quá tự tin. Tự lập à, chuyện nhận hối lộ của cậu nếu không nói rõ được, bệnh viện thật sự rất khó xử lý. Bây giờ chuyện này quá ồn ào rồi. Cậu nói người của bệnh viện nhìn cậu thế nào đi? Vậy bệnh viện đang tính xử lý tôi sao đi? Cậu cũng biết đó. Trước giờ đối với chuyện này, bệnh viện luôn cực kỳ phản cảm. Lần này với cậu cũng sẽ không xử lý nhẹ đâu. Nhưng mà tôi bị oan mà. Tôi biết. Tôi biết là cậu bị oan, nhưng mà cậu lấy gì để chứng minh đây chứ? Hơn nữa, lần này bị oan không chỉ có một mình cậu. Bên công ty thiết bị y tế vốn đã rất bị động, bị Tiểu Hồ nói như vậy, lập tức đổ hết tội danh lên đầu Phạm Chí Bằng. Cậu biết không, Phạm Chí Bằng đã bị họ đuổi việc rồi. Nói thật thì chuyện này xử lý như vậy, trong lòng tôi khó chịu lắm. Đây là thư từ chức của tôi cũng không làm nữa. Dù sao tôi cũng sắp về hưu,
chủ nhiệm hay không chủ nhiệm tôi không quan tâm nữa. Đừng nhìn tôi, chuyện này to tát gì đâu chứ. Cậu không biết đó thôi. Phía học viện y đã sớm mời tôi qua làm giáo sư dạy học sinh cho họ, mà tôi không tìm được lý do. Lần này tốt quá, cơ hội trời cho họ đó. Đều là lỗi của tôi chủ nhiệm. Xin lỗi, là tôi đã làm liên lụy anh. Ô trời, cậu làm gì vậy? Tôi còn một đống việc đó. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, tôi muốn chụp tấm hình để làm kỷ niệm. Đây. Ở đây luôn hả? Cậu sớm quá. Chụp cái bản đó cho tôi luôn nha. Lát nữa chụp lại cho tôi. Không vấn đề. Nè, hôm nay á là một ngày vô cùng đáng nhớ trong dòng lịch sử. Chúng ta đã bước lên một độ cao mới của cuộc đời. Ê, đừng có đắc ý nữa. Tắm nữa đi. Nhanh lên. Nhìn tức cười quá. Xong rồi. Nè, tới lượt tôi. Nhìn tôi nghe. 1, 2, 3. Chụp chung, chụp chung. Được rồi, được rồi. Chụp đi. Sao hả? Được đó. Xong rồi, tôi đi làm việc đây ha. Còn một đống việc luôn đó. Tôi kiếm cậu nha. Tự lập. Bỏ đi như vậy sao? Không thì làm sao đi? Anh đành lòng hả? Chuyện đã như vậy rồi, còn làm sao được? Đừng có nhục chí, nghĩ cách khác đi. Hay là tìm Chung Thanh bàn bạc cô sao? Tìm cô ấy thì được gì? Cô có thể khiến Tiểu Hồ thay đổi lời khai sao? Cái đó chưa chắc đâu nha. Lần này nếu không phải cô ấy tới tìm Dương Tuấn Dật, Dương Tuấn Dật có sửa báo cáo bệnh án không? Cái này cậu cũng biết à? Đương nhiên rồi, tôi đã đi tìm Chung Thanh đó. Tôi còn đang nghĩ sao cô ấy biết nhanh như vậy. Thì ra là cậu báo cho cô ấy biết. Sao mà cậu nhiều chuyện quá trời vậy? Tôi làm gì không đúng? Tôi không muốn nhờ giả Chung Thanh, càng không muốn Chung Thanh đi gặp Dương Tuấn Dật. Bây giờ là lúc nào rồi mà còn sĩ diện như vậy? Đây không phải là vấn đề sĩ diện hảo, mà là vấn đề nguyên tắc. Tôi thà bị bệnh viện đổ quan cũng không chấp nhận ý tốt giả tạo của Dương Tuấn Dật đâu. Nè, đi đâu vậy?
Cậu nghĩ coi, chúng ta là anh em, rồi cuối cùng có ai giúp được ai đâu. Cậu đừng nói vậy mà, tôi không có ý đó. Hai điều tôi quan trọng nhất: bệnh viện và vợ. Vậy mà chớp mắt một cái đã mất sạch, cứ như đang nằm mơ vậy. Nhưng tôi biết nói làm sao với ba tôi đây chứ. Mà không chừng ba của tôi cũng đã biết chuyện rồi. Hay là sớm muộn gì ông ấy cũng sẽ biết. Nè, ông mà biết chuyện chắc chắn tháo dài ra đập chết tôi lắm. Tôi gặp mặt ba tôi biết ăn nói làm sao với ông đây. Tôi phải làm sao đây? Anh! Ôi trời ơi! Anh à! Anh! Cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi. Nói nhỏ nhỏ thôi, đây là chỗ công cộng. Hả? Tự Cường, sao em lại tới đây? Em đến Tô Châu làm việc mà. Sao anh không gọi điện về cho ba mẹ vậy? Ba mẹ không tìm được anh, sốt ruột lắm đó có biết không? Em đến Tô Châu này, nhiệm vụ đầu tiên là coi anh ra sao rồi. Kìa, mặt anh làm sao vậy? Anh bị rung trúng thôi. Hả? Anh thường gọi điện về nhà mà. Anh vẫn sống tốt mà, em cứ nhìn đi. Vẫn tốt hả? Còn uống rượu hả? Không phải anh uống hết rượu rồi sao? Anh không có uống, là cậu ấy uống. Em đừng có mép ba mẹ chuyện anh uống rượu nha. Trời, mau lên mau lên, gọi điện cho ba anh đi. Ba mẹ anh sốt ruột lắm rồi. Ôi trời. Hai bác. Dạ, tới rồi, tới rồi. Ở ngay bên cạnh con đây. Dạ. Dạ, dạ bác nói với nãy nha. Nè. Dạ ba. Cuối cùng con cũng chịu xuất hiện rồi ha. Nếu ba mẹ còn không tìm được con, ba với mẹ con sẽ lên Tô Châu liền đó. Ba nói cái gì vậy? Con sống tốt mà, ba mẹ không cần lo đâu. Tốt cái con khỉ á. Ở bệnh viện của con có nhân viên là người của làng mình. Cậu ta đã kể hết chuyện ở trong bệnh viện với người trong làng rồi, cả làng đều biết hết. Con còn định giấu ba tới khi nào nữa hả? Ba, ba đợi con một chút nha. Đợi con một chút. Ba đừng có giận mà. Để con nói cho ba nghe. Không phải, chuyện ở bệnh viện không phải là con không muốn nói với ba. Chỉ là con chưa nghĩ ra nói làm sao với ba. Còn nói sao nữa? Nên nói sao thì nói, cứ nói thật là được rồi. Ba, chuyện này nói qua điện thoại một hai câu không thể nào nói rõ ràng hết được. Con nói không? Nếu con không chịu nói thì ba gọi điện thoại cho vợ của con đó nha. Ba đừng có gọi cho ba vợ con. Bây giờ ông ấy đang bị chấn thương sọ não. Bây giờ ba có gọi, ông ấy cũng không hiểu ba đang nói cái gì. Sao chứ? Sao sao lại thành ra như vậy? Xem ra dạo gần đây con xảy ra không ít chuyện rồi đó. Hả? Hôm nay con phải nói rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện với ba. Dạ được, dạ được. Con nói, con nói, con nói mọi chuyện với ba. Dạo gần đây con với Trung Thanh vì chuyện đứa con của tụi con. Sao không cho con xử lý chuyện này chứ? Chuyện xảy ra cũng do con mà. Cô đã xem thư tố cáo rồi, vẫn chưa phục sâu. Đương nhiên là con không phục rồi. Con chỉ gợi ý cho bà Lưu thôi. Sao lại đổ hết trách nhiệm lên đầu của con? Con trai của bà Lưu đã nói rồi, sự việc này là bắt nguồn từ cô. Muốn đồn xử lý cho anh ta câu trả lời. Con trai bà ấy hả? Cái tên Triệu Hỷ Thành đó đúng là con bất hiếu. Phương Ngôn, thái độ của cô là sao hả? Được, con chấp nhận. Hãy xử lý con đi. À, sở trưởng à, hay là như vậy đi. Chuyển công tác của con qua đội điều tra. Phạt con tìm cho ra đám người lừa gạt bà Lưu, để con lấy công chuộc tội. Có được không? Muốn phạt tôi cũng phạt cô qua phòng hộ tịch. Ấy, đừng. Sở trưởng à,
con thật sự cảm thấy chuyện bà Lưu lần này nên được chúng ta coi trọng mới đúng. Mau chóng bắt đám xấu xa này lại, để chúng khỏi đi hại người khác. Chuyện này Diêm Đào bọn họ đi làm rồi. Còn chuyện gì cần con giúp nữa không? Không cần cô giúp, cô chỉ cần đi động viên bà Lưu là được rồi. Còn nữa, anh chàng Triệu Hỷ Thành khiếu nại cô đúng không? Cô nhất định không được ghét bỏ cậu ta, cần quan tâm chăm sóc thì phải làm cho tốt. Thật ra bà Lưu xảy ra chuyện con cũng rất áy náy. Lần trước bà ấy đuổi con đi nên con không tới thăm bà ấy nữa, để cho kẻ xấu có cơ hội. Vậy cô mau tới bệnh viện thăm bà ấy, nói bà ấy đừng có sốt ruột quá, chúng ta sẽ nhanh chóng giúp bà ấy. Con biết rồi. Đây chính là bài học kinh nghiệm đó. Dạ. Tự Lập à, bà đã hiểu rồi. Bà tin những gì con nói đều là thật. Còn con nói, con cảm thấy mình oan ức. Lẽ nào con thấy mình không có trách nhiệm sao? Hả? Chuyện đã xảy ra như vậy rồi, tại sao con không kịp thời báo lên trên vậy hả? Sau khi chuyện đó xảy ra, không phải con cũng lo ngại phiền phức? Và tiếp đó là con đã tin lời của Tuấn Dật nói sao? Hả? Nè, con có từng nghĩ tới nỗi đau của người nhà bệnh nhân hay không? Con có kết quả như ngày hôm nay, đừng trách người khác hại con. Mà nên tự trách bản thân con thiếu trách nhiệm thôi. Hơn nữa con còn có ý riêng. Con nghĩ lại coi, người nhà người ta mất rồi, khổ lắm đó con à. Nè, người ta không kiện con ra tòa chịu trách nhiệm hình sự đã là may mắn cho con lắm rồi. Con còn dám nói nào là hại con mất việc làm. Con nên cảm thấy may mắn đó, con hiểu chưa hả Hoàng Tự Lập? Con hiểu mà ba. Con trai, ba biết là chuyện lần này con đã bị tổn thương rất nhiều. E là còn rất lâu nữa thì con mới hồi phục lại được. Nhưng mà ba phải nói với con, có ai sống trên đời cả cuộc đời mà không phải một lần trải qua khó khăn thử thách đâu. Hả? Tạm thời thất bại không phải là thất bại cả đời con à. Con phải chịu đựng được đả kích, vượt qua khó khăn thì mới là đàn ông chứ. Con hiểu chưa? Con hiểu rồi, con hiểu rồi mà. Hiểu rồi thì lau nước mắt đi. Hằng hái lên, con vẫn còn trẻ mà, còn bao nhiêu là tương lai tươi đẹp ở phía trước. Nếu như chỉ có một chút trắc trở đó mà con đã sụp đổ rồi thì con làm mất mặt nhà họ Hoàng, nhà chúng ta quá rồi đó. Con hiểu chưa? Con hiểu rồi ba, con sẽ nghe lời ba mà. Ba yên tâm đi, cùng lắm thì bây giờ con làm lại từ đầu, không có sao hết. Như vậy là đúng rồi, vậy mới là con trai của ba. Ba, thật ra ba nói với con nhiều như vậy con thấy thoải mái hơn rất nhiều rồi. Thực ra mấy chuyện này đều do lúc trước con với Trung Thanh thường cãi nhau nên đầu óc con rối loạn lung tung, cho nên cứ tự trách bản thân. Con ngu ngốc hồ đồ, lỗi lầm đều là của con hết. Con trai à, ba hiểu con rồi. Người đàn ông nào gặp chuyện này cũng đều không chịu nổi. Con cũng đừng tự trách mình. Trung Tinh là một cô gái tốt, người ta điều kiện gì cũng tốt hơn con. Chịu gả cho con là phúc phận của con rồi, cho nên trong chuyện ly hôn này con cần phải suy nghĩ thật kỹ. Nhà con bé còn cha và con nhỏ, cho dù đã ly hôn, chuyện gì nên lo thì con vẫn phải lo ha. Chuyện gì nên giúp thì vẫn phải giúp. Đàn ông phải rộng lượng một chút, con hiểu không? Con biết rồi, con hiểu rồi. Được rồi, ba không nói nhiều với con nữa, ba có chút việc. Con xử lý chuyện này cho tốt đi ha. Dạ. Ba với mẹ chú ý sức khỏe nha. Con không sao đâu ha. Có chuyện gì con gọi cho ba ha. Được, cứ quyết định vậy đi. Dạ, tạm biệt ba. Tôi chỉ lo là nó không vượt qua được thôi.
trả tiền. Trả tiền đi. Mau trả tiền cho bọn này. Mau trả tiền cho bọn này. Trả tiền mau lên. Còn không trả thì đại kết luôn đi. Trả tiền không hả? Trả tiền kết đi. Trả tiền. Trả tiền mau lên. Nè, làm gì đó? Nè, các anh đừng đánh nữa, có nghe không? Ê, làm gì đó? Mắc mớ gì tới cô? Đánh đi. Tôi là cảnh sát đó. Hả? Cảnh sát hả? Cảnh sát không mặc cảnh phục, định lừa ai đây? Tôi chưa từng gặp cảnh sát nào xinh vậy. Nè, đưa coi. Ai 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 ai, trời ơi, buông tay đi. Ai ai ai, đau. Nói đi. Chuyện này là sao đi? Nó nợ tiền ông chủ chúng tôi, chúng tôi tới để đòi nợ. Vậy tại sao các anh lại đánh người? Không đánh nữa, buông. Hai người kia, ngồi xuống. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Hai tay ôm đầu. Lát nữa cả mấy người đây lên trên đồn khai rõ hết tình hình. Được. Dạ. Ngồi đó. Mau lên đi. Dạ được. Triệu Hỷ Thành. Hả? Sao anh bị đánh ra nông nổi này? Tôi không sao đâu. Tôi không sao mà. Không sao thật chứ? Hay là tới bệnh viện khám thử đi. Không cần đâu. Tôi không sao thật mà. Tôi về trước đi. Nè, không sao thật chứ? Không sao thật mà. Tôi không sao thật. Alo, Tôn Duyệt. Tôi đang ở trước cửa nhà bà Lưu. Triệu Hỷ Thành bị đánh rồi. Chạy lên. Chuyện mà anh vừa nói với em, đừng có cho bà biết nha. Nói chuyện em đi. Ở dưới quê đang yên đang lành, lên Tô Châu làm gì? Anh nói cái gì lạ vậy? Người leo lên cao, nước chảy xuống thấp. Anh đến thì được, em thì không được sao? Vậy giờ em thấy tình hình anh như vậy, còn muốn ở lại đây không? Vậy bây giờ anh bị như vậy, có ở lại nữa không? Anh đang hỏi em mà, sao thành ra hỏi anh vậy? Mặc kệ hỏi ai đi, anh có ở lại nữa không? Trả lời em đi. Anh không trả lời em tức là ở lại rồi, có đúng không? Chắc chắn là ở lại. Một người có ước mơ sẽ không bao giờ từ bỏ ước mơ chỉ về rơi xuống đáy vực sâu đâu. Anh, mặc dù trạng thái hiện nay của anh không được ổn, nhưng mà anh không dọa được em đâu. Em không đi. Nhưng mà anh nói trời em nghe. Ơi, đừng có nhân nữa mà. Em đang khí thế hần hực tìm đến Tô Châu, làm ơn đừng có hất nước lạnh vào em chứ. Được rồi, anh không nói nữa. Nè, Tô Châu chào mừng em. Như vậy mới đúng đó. Anh cười cái gì vậy? Thực ra anh rất ngưỡng mộ trạng thái của em bây giờ. Nhưng mà anh phải nhắc nhở em, thế giới ngoài kia rất đặc sắc, nhưng cũng rất phức tạp. Có rất nhiều chuyện bất trắc, cho nên em phải giữ lấy trạng thái này, phải dùng suy nghĩ thật lý trí mà đối mặt, có biết chưa? Anh à, sao suy nghĩ của anh già cỗi quá vậy? Người trẻ tuổi bây giờ không nghĩ như vậy đâu. Vậy chưa nghĩ làm sao? Anh nghe bài hát này chưa? Đời người giống như một dòng sông lớn, lúc yên bình, lúc thì cuồng điên. Cho dù cuộc đời như màn đêm sương dày, sẽ có mũi tên lửa một phát bay lên thật cao. Ôi trời, em không nói giọng quê mình với anh nữa đâu, em tới Tô Châu rồi mà. Tục ngữ nói rất hay, trên trời có thiên đường, dưới đất có tô hàng, nơi này đất lành chim đậu, em phải theo kịp nhịp sống ở đây, đúng không? Khách quan, lý trí theo đuổi mục tiêu của đời em đó anh à. Nói còn mục tiêu cuộc đời em là gì? Nói anh nghe mục tiêu cuộc đời của em nha. Thật ra em muốn đi ra ngoài, cho biết đó biết đây, tiện thể kiếm cho đủ tiền. Sau đó em trở về quê nhà, em sẽ mở một quán ăn nhỏ, nhưng mà phải có phong cách Tây. Sau đó sẽ xây dựng một căn nhà không lớn, nhưng mà phải xinh đẹp nhất ở đầu làng. Rồi tiếp theo sẽ cưới vợ sinh con ở đó luôn. Sao hả anh? Mục tiêu của em không lớn đó chứ. Hơn nữa còn có tính khách quan nữa.
Nghe em nói như vậy anh cũng yên tâm đó. Phải rồi, anh thì danh tiếng tốt lắm. Nghe mọi người nói anh ở Tô Châu sống rất tốt. Nhưng giờ gặp anh, nghe anh nói chuyện này, em đã hiểu được câu nói. Đó là trèo lên càng cao thì té sẽ càng đau. Thật đó, biết vừa đủ, không chỉ được dài lâu mà còn bảo đảm một đời bình an nữa. Mới có bao lâu không gặp mà em nói chuyện cứ như là triết học gia vậy. Chuyện gì ra chuyện đó? Anh à, em nói chuyện nghiêm túc với anh nè. Anh cho em mượn ít tiền đi. Anh đừng có nhìn em như vậy chứ. Em không mượn nhiều đâu. Chỉ là anh nhìn em đi, em đi mua mấy bộ đồ thôi. Cơm còn chưa đủ ăn mua quần áo cái nỗi gì. Em đã nói với anh rồi mà, em tìm được việc tốt lắm. Chỗ đó bao ăn bao ở, anh không cần phải lo cho em đâu. Em tìm được công việc gì? Đầu bếp nhà hàng. Đầu bếp nhà hàng? Ừ. Không phải chứ, em học nấu ăn từ khi nào vậy? Em đang nói là đầu bếp nhà hàng tương lai thôi mà. Quán ăn mà em xin làm á, bao ăn bao ở. Em bắt đầu từ công việc chia cơm đó. Được rồi, mặc dù anh cũng không đánh giá cao lựa chọn này của em lắm, nhưng mà em làm như vậy cũng coi như tử tế hơn lúc trước. Làm vậy vẫn hơn là làm linh tinh ở nhà. Để giúp em hoàn thành ước mơ của cuộc đời ha. Quần áo của em để anh mua cho. Cảm ơn anh. Anh đúng là anh ruột của em. Alo. Tư Lập hả? Nãy giờ em gọi điện cho anh quá trời mà anh không chịu nghe máy. Anh không có gì chứ? Không sao, anh không sao. À, còn chuyện, chuyện ở bệnh viện em nghe nói rồi. Anh đừng buồn, chúng ta có thể nghĩ cách khác mà. Em sẽ tới gặp và nói chuyện với viện trưởng Lý. Em đừng có bao giờ làm vậy. Đừng có nhiều chuyện thêm nữa ha. Sao lại là nhiều chuyện được chứ? Chẳng lẽ anh thực sự muốn rời bỏ bệnh viện hay sao? Anh không muốn cũng phải đi thôi. Em có thể đi gặp viện trưởng Lý mà. Chỉ cần giúp anh không phải rời khỏi bệnh viện, chúng ta làm lại từ đầu cũng được mà anh. Trung Thành à, anh biết em có ý tốt, nhưng anh thà lựa chọn rời đi còn hơn để cho kẻ khác chê cười mình. Đã đến lúc này rồi, anh còn để ý tới sĩ diện làm cái gì nữa? Anh có từng nghĩ nếu anh thực sự rời khỏi bệnh viện thì sẽ đi đâu chưa? Anh chưa nghĩ tới, nhưng anh không muốn chịu thiệt cầu toàn tiếp nữa đâu. Chịu thiệt cầu toàn? Phải, chịu thiệt cầu toàn. Lựa chọn này là do anh quyết định, anh chấp nhận được. Tự Lập à, em biết là anh nói câu này là có ẩn ý khác, nhưng chuyện này nó không giống chuyện của hai chúng ta. Anh phải nghĩ cho kỹ. Nếu anh cố chấp bước tiếp thì không thể quay đầu lại. Chẳng lẽ chúng ta còn quay lại được sao? Nếu như mà chúng ta vẫn còn bên nhau, anh sẽ tuyệt đối không rời bỏ bệnh viện đâu. Nhưng mà bây giờ hai chuyện này khác nhau mà, anh đừng trộn lẫn như vậy. Cho dù là một chuyện hay là hai chuyện, bây giờ cũng không còn quan trọng. Được rồi, cứ vậy đi ha. Anh ăn cơm đi. Bye nha. Anh à, anh định ly hôn với chị dâu hả? Phải. Anh đừng làm như vậy mà. Không được đâu anh à. Chuyện này anh phải cân nhắc kỹ đó. Chị dâu em người rất tốt, lại còn xinh đẹp nữa, năng lực làm việc hơn người. Hai người ở bên nhau
mọi người ai cũng đều ngưỡng mộ hết đó. Ôi trời, sao sao nói vậy là anh, không những anh bị mất công việc mà gia đình cũng không còn rồi. Vậy không được đâu anh à. Rồi anh còn phải dọn ra ở ký túc xá nữa. Vậy anh ở khoa y suốt bao nhiêu năm nay mà không mua được căn nhà hay sao? Em nói vậy anh mới chợt nhớ ra, bệnh viện tụi anh đúng là sẽ xây nhà phúc lợi cho mọi người. Nhưng anh đi rồi thì có phần của anh không? Không nói nữa, ăn đi. Nè, em thích ăn cá lắm mà. Anh nói sao tôi bất cẩn quá vậy? Gọi cuộc điện thoại cũng để đúng chạy mất. Nè, cảm ơn. Tôi phải cảm ơn cô đã cứu tôi mới đúng đó. Triệu Hỷ Thành, xin lỗi nha. Chuyện xảy ra với bà Lưu đúng là lỗi của tôi. Sở trưởng cũng đã phê bình tôi rồi, tôi phải xin lỗi anh mới đúng. Được rồi, cô đừng xin lỗi nữa. Thật ra thì tôi phải cảm ơn cô đó. Cảm ơn tôi? Chính vì chuyện này, quan hệ giữa tôi với mẹ đã hòa thuận hơn rồi. Mẹ tôi hứa với tôi, chờ bắt được bọn lừa đảo, lấy lại được tiền rồi thì sẽ sửa lại nhà này, để tôi dọn về sống chung với mẹ tôi đó. Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi. Đúng vậy, không ngờ khúc mắc suốt bao nhiêu năm qua cuối cùng cũng gỡ được rồi. Hay là để mai tôi tặng cho cô một lá cờ nha. Không cần, không cần, không cần đâu. Chờ bắt được bọn lừa đảo rồi nói sao đi. Có một mình tôi chườm, miệng của anh sưng nhiều như vậy, hay là anh chườm đi. Không không, tôi vẫn còn mà. Cái này cô dùng đi. Hay là thôi, tôi không giữ cô nữa. Cô xem đi, nhà cửa đây thật sự bề bộn quá luôn đó. Lần sau đám lừa đảo kia quay lại tìm anh đừng có sợ ha. Cứ gọi điện báo cảnh sát. Được rồi, tôi nhất định sẽ gọi cô. Được. Ba đâu em? Ba xuống trung tâm hồi phục ở tầng dưới rồi. Vậy để anh xuống dưới tìm ba. Không cần đâu, giờ này ba cũng sắp về tới rồi. Hay là anh đợi ba ở đây đi. Để anh dọn phụ em. Không cần đâu, em dọn sắp xong rồi. Chuyện ở bệnh viện, anh tính bỏ qua như vậy thật sao? Vậy không phải là kết quả tốt nhất sao? Dễ ăn nói với bệnh viện và người nhà bệnh nhân. Hình như anh vẫn còn đang giận em đúng không? Không đâu, chuyện qua hết rồi mà. Em nói chuyện hôm đó em đi tìm Dương Tuấn Dật. Em cảm thấy hình như là từ khi em sinh con cho tới nay, anh xa cách hơn rất nhiều. Có nhiều chuyện anh không nói với em nữa. Xảy ra sự cố trị liệu chuyện lớn đến như vậy cũng là Trương Kiến nói cho em biết. Sau khi biết chuyện, em đã đi tìm viện trưởng Lý, em còn đi tìm Dương Tuấn Dật nữa. Chẳng qua là vì em muốn tìm ra được một cách xử lý tốt hơn. Thật sự là em không biết mình đã làm sai ở chỗ nào nữa. Nếu anh biết chuyện thì sẽ không để cho em đi nhờ giả Dương Tuấn Dật. Em đến tìm anh ta không phải là vì muốn nhờ giả. Em chỉ muốn đi tìm hiểu chi tiết sự việc để anh ta đừng hại anh thôi. Cậu ta tránh mặt anh, sao em có thể tìm ra cậu ta nhanh vậy? Dương Tuấn Dật là một người ích kỷ, anh hiểu rõ hơn ai hết mà. Anh ta đã làm chuyện có lỗi với anh, chắc chắn sẽ trốn không dám ra gặp anh.
Hơn nữa em nói thật, em thấy con người của Dương Tuấn Dật mặc dù rất xấu nhưng chưa đến nỗi tội ác tày trời không thể nào tha thứ. Anh đâu có nói anh ta tội ác tày trời.